Dạ rồi, hello anh chị nha, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Xe Lướt Sài Gòn. Lại là em Tâm đây. Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Rồi hôm nay em Tâm đang cầm lái em Camry 2.5Q đời 2021 nha anh chị. Đời 2021 nhập Thái màu đỏ, nội thất kem nè. Đó, ra ngoài bãi để bay clip cho anh chị coi, với lại chụp hình. Thì sẵn em Tâm quay cái đoạn đường mà em sử dụng, em quay cái đoạn đường mà em lái xe luôn. Thì về cái mẫu Camry mà đời cải tiến này từ năm 2019 á cho tới nay á, thì anh chị cũng biết đó là mẫu xe nó cũng thiết kế trẻ trung ha, rồi option cũng khá là nhiều luôn. Có cửa sổ trời nè, có hiển thị tốc độ từ xa nè, có Toyota Safety Sam nè, cảnh báo điểm mù đồ đầy đủ hết. Đó anh chị quay, anh chị coi tổng thể cái xe Camry nè, nhìn rất là đẹp luôn. Đây là phần bên trong nội thất xe, nhất là hai cái hàng ghế sau nha anh chị. Hai hàng ghế sau là chỉnh có một cái điều khiển trung tâm ở hàng ghế sau á, chỉnh điều hòa vùng sau. Điều hòa xe này là ba vùng độc lập nha anh chị. Đó, chỉnh điều hòa vùng sau, chỉnh rèm rồi chỉnh này nọ hết là cảm ứng hết anh chị. Đó, đây là một mẫu xe đúng nghĩa là mẫu xe thương gia, mẫu xe dành cho những người thành công. Và mẫu xe Camry đời mới này em Tâm đánh giá là cảm giác lái rất tốt nè, với lại cách âm nữa, cách âm cực kỳ tốt luôn anh chị, cách âm cực kỳ tốt luôn. Rồi xe thì có ba chế độ lái nha anh chị, chế độ bình thường, chế độ eco tiết kiệm nguyên liệu và chế độ normal. Chế độ sport chứ nhầm, chế độ sport là chế độ thể thao nha anh chị nha, chế độ thể thao. Rồi 2.5 nè, máy 2.5 đạp rất êm chị. Dạ rồi, em Tâm cũng tới bãi rồi, để em Tâm quay một cái clip giới thiệu tổng thể cho anh chị nha. Rồi cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe.